Nhân vật chấp cánh ước mơ kỳ này là em Trịnh Thị Uyên Nhi, học sinh lớp 2A trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Bố Nhi mất vì tai nạn giao thông khi em vừa tròn 2 tuổi. Mẹ em sau đó cũng bỏ đi, để lại chị em Nhi bơ vơ, không cha, không mẹ, sống nương nhờ vào ông bà nội già yếu tại đội 8, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Trong ký ức của Nhi, hình ảnh của bố em rất mờ nhạt, chỉ là qua lời kể của ông nội. Tên là ai con? Tên là bố cháu ạ. Tên là bố cháu đây. Tao bảo nhé, thì bố cháu mất đi rồi, hả? Vâng. Ngoan, nghe lời, chịu khó học hành. Để có tiền nuôi dưỡng và cho chị em Nhi đi học, ông bà nội em cũng đã làm đủ nghề để kiếm sống. 5 năm qua, thật sự là đã có quá nhiều khó khăn đối với cả gia đình, đặc biệt là với chị em của Nhi đã phải sống trong những thiếu thốn bộn bề cả về vật chất và tinh thần. Lúc bé thì cháu nó cứ hỏi thì không dám nói mới dối đấy. Cháu không dám nói là bố nó mất thì cứ bảo bố đi Nhật, thì cháu cứ tưởng là bố đi Nhật thật. Nhưng mà về sau là cháu lớn thì mới nói thật thì là cháu mới biết là bố nó mất. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, mồ côi từ thằng bé thật, cũng vất vả, cũng thương cháu. Hằng ngày ông bà nội Nhi đi làm từ sáng đến tối, nên chị em Nhi ở cùng cụ nội năm nay đã 99 tuổi. Căn nhà vốn cô quạnh, nay lại càng trống trải. Những lớp ve chóc lở nhuốm màu ủ rột, tê tái. Riêng chỉ có góc bàn học của Nhi, người ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp, tinh thần vượt khó của một đứa trẻ lên 7 tuổi. Nơi góc bàn học đó, sau khi học bài xong, Nhi vẫn gửi vào giấc mơ những lá thư cho bố của em. Bố ơi, con sẽ học giỏi để bố ở trên thiên đường vui. Ông bà nội và ông bà tiền rất chăm con. Em Phương Nhi rất ngoan, bố đừng lo nhé. Theo là ý nguyện của gia đình mà cũng là trước hết là ý nguyện của cháu là muốn mai kia này cháu là muốn là trưởng thành, học hành và trưởng thành là để làm một bác sĩ. Không biết là có sống được cái lúc mà cháu trưởng thành để mà cháu đạt được theo yêu cầu nguyện vọng của cháu hay không. Học giỏi, chăm ngoan, ý thức được số phận mồ côi của mình. Trên lớp, Nhi rất nhanh nhẹn, tập trung nghe thầy cô giảng bài, đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Bạn Uyên Nhi là bạn ý rất là ngoan. Trong lớp, bạn là trưởng ban học tập, bạn học rất giỏi. Ngoài học giỏi ra, bạn còn giúp đỡ các bạn ở trong lớp. Ước mơ của con sau này của con là làm bác sĩ ạ. Để thực hiện được ước mơ đấy, con phải cố gắng học giỏi ạ. Với quyết tâm của mình, với sự chăm sóc của ông bà nội và sự quan tâm của nhà trường và các đơn vị tài trợ, chúng ta mong rằng ước mơ của Nhi sẽ tiếp tục được chắp cánh, trở thành hiện thực trong tương lai. Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Chào mừng quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ trao học bổng. Chương trình chắp cánh ước mơ được tổ chức thực hiện tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ Thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em Trịnh Thị Uyên Nhi. Xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Thủy, trưởng phòng quản lý nợ Vietcombank Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em Uyên Nhi. Tôi tin tưởng rằng sau chương trình này em Trịnh Uyên Nhi sẽ tiếp tục thực hiện tốt ước mơ của mình và cũng mong mỏi rằng chương trình chắp cánh ước mơ sẽ thắp sáng ước mơ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng với sự quan tâm của hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên, thì em Trịnh Thị Uyên Nhi sẽ viết tiếp giấc mơ trở thành bác sĩ của mình. Chương trình chắp cánh ước mơ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.